Chào anh em nhá. Hôm nay sẽ lên với anh em cam 360 màn 12.3 inch này. Đấy, cho MG RS này. XS này, RS luôn. Đấy, con này cam 360 anh em về chạm này. Đấy, chạm các góc luôn. Đánh lái theo góc vô lăng luôn này. Cam là cực kỳ nét. Đấy, hoặc là cam sau này. Cam phải này. Đấy, cam trái này. Bấm mà hai bên nó ra hai bên này. Đấy, anh em ra màn hình chính này. Vietmap S1 này. Vietmap F1 bản quyền luôn này. Đấy, cảnh báo tốc độ camera phạt nguội này. Đấy. Con này có Navi theo này, cũng cảnh báo tốc độ anh em nhá. Đấy, gọi là cực kỳ sắc nét. Đấy, con này màn 12.3 inch. Đấy, con này anh em hãy sẽ xuống dưới này này. Vuốt này. Màn là cực kỳ đẹp luôn. Đấy, có cạp có lây không dây này. Anh em có thể tùy thích này. Nhạc thì con này nó có thể gọi là đập được cực kỳ kinh khủng luôn. Đấy, anh em nhìn này. Nhạc là cực kỳ sắc nét nha. Đấy, loa súp là nghe là cực kỳ hay luôn. Đấy, con này là rất là nhiều đồ, nó có là tặng của nước hoa này. Đấy, anh em nhìn này. Có cả bộ tặng của nước hoa trong này luôn. Đấy, nó gọi là lên xe là cực kỳ thơm luôn. Đấy, mình cho nhỏ nhạc xuống này. Đã đổi màu luôn. À, anh em nhìn đổi màu, đấy, đổi màu luôn. À, cực kỳ xịn sò. Cam 360 gọi là cực kỳ nét. À, nhìn rõ luôn này. Nhìn cực kỳ rõ luôn này. Báo cả mở cửa điều hòa này. Điều hòa vẫn giữ lại tính năng gì này. Ok nha. Chào anh em nhá.